Ok anh em, và xin kính chúc anh em một lần nữa năm 2023 tràn đầy sức khỏe và thành công nhiều trong năm mới 2023 này nha mọi người. Và giờ chúng ta sẽ bắt đầu anh em mình mâm vàng ngũ quả của phần thưởng Event 2023 này. Thì hôm trước thì Khải cũng cho anh em xem sơ qua, thì chúng ta cùng xem sơ lại thử cái phần thưởng này nó gồm những gì nha. Đây, Khải sẽ lên trang chủ cho anh em xem công thành chiến sư .net và chúng ta cùng theo dõi cùng để xem thử phần thưởng cái lần này thì mừng xuân quý mão 2023 này nó gồm những phần thưởng gì nha anh em. Đây, ok, bây giờ Khải sẽ chuyển qua cho anh em xem thử phần thưởng gì nha. Đây, đây anh em, cái mâm vàng thì này thì Event Show nha anh em, còn mâm bạc thì Khải chưa ăn nha. Tầm này thì Khải sẽ ăn Event Show đầu tiên thôi. Đây, mấy này là quà Tết mở rút ra này, ra mạng cầu này, trái sung, dừa, đu đủ, xoài và ba lì xì lớn và ba lì xì nhỏ, thì cái này thì khu vực Tống Kim 150 điểm. Cái này ba lì xì nhỏ là Event Tiền Vạn nè anh em, là tốn 150 điểm trên một bao này. Event Show thì 50 điểm trên một bao lớn đó. Rồi sau khi ăn ra được cái thiệp chúc xuân với lại đua top cá nhân lại ban hội thì anh nó vẫn ra nha anh em. Thì nó đã mở đua top rồi, thì bây giờ anh là có thể nạp luôn nha anh em. Và cái mâm bạc thì anh em mua ở dưới là 5 vạn một mâm, là Event Tiền Vạn này, còn mâm vàng là Event Show nè anh em, đó 10 show một cái. Rồi sau khi ăn thì cái này mâm bạc thì cả chưa ăn thì bỏ qua đi, tại vì mấy cái này chủ yếu lấy kinh nghiệm thôi. Được bao nhiêu, 3 triệu một cái thì anh 1.000 cái thì sẽ được 3 tỷ nè, được 1 3 tỷ kinh nghiệm của Event Tiền Vạn. Rồi Event Show này, chủ yếu Event Show ngày hôm nay này, mâm vàng ngũ quả này là được 7 triệu một cái, thì 1.000 cái sẽ được 7 tỷ nha. 7 tỷ chiếc tầm này úp được khoảng gần 2 cấp nè em ơi, chắc hơn 2 cấp gì đó. Một cấp rưỡi, không cấp rưỡi tầm này Khải đang 4 tỷ mấy này. Thì sau khi ăn sẽ được mảnh ngựa nè. Rồi, mảnh ngựa là pháo trống nè. Pháo trống nha. Pháo trống thì mấy cái này mua trước hàng ăn cho anh em xem nè. Hình xui nó ra mớ phần thưởng bên dưới này nè, ngẫu nhiên nè, đó. Rồi, giấy hoa làm dùng được gói pháo sân có sát thương. Dùng đánh đủ 30. Cái này là gói giấy đánh ông 30 ở Giang Tân Thôn nha nè. Rồi lớp hợp thạch anh bảo hồng bao xung vai. Cái này thì anh thêm được 50 bao nha nè. 50 bao thì nó được một số phần thưởng như sau, đó là kinh nghiệm nè. Rồi roi ngựa đá phát sáng, mặt tịch mùa xuân, bí tịch, dáng xem bào và kim cương bao, bát bầu rương, là ba thiếu là hãng, thì tinh và tinh hồng của thạch. Cái này quá quen thuộc rồi. Rồi chủ yếu lệnh bài bút xanh nè, lệnh bài bút đặc biệt nè, quá tử thì nguyên nhân thì ban hội hồng binh bài cái bí tịch mùa xuân. Cái này là điểm tiềm năng kỹ năng theo mùa này mà cứ mỗi mùa thì anh sẽ được hai cái đó, giống như hai tài tử kinh, giống như hai vào lòng một tịch. Rồi mịch nạ thì tinh hồng. Rồi món này thì bình thường thôi em ơi. Rồi xuống bên dưới được phòng siêu sáng, xung quanh được 1.000 cái nè, siêu phòng đẹp siêu sáng cá nhân. Rồi ngẫu nhiên một phần thưởng càng khôn. Mùa này cái đặc biệt hơn đó là có càng khôn sông biệt sông tuyệt nha anh em. Càng khôn sông tuyệt là kỹ năng vẫn có cộng 2 cấp nha anh em, hàng sử dụng 12-15 ngày khá ok. Ba mịch nạ được mịch tết. Rồi có tiểu thành bí kíp này ok. Nói chung thì nó cũng tương đối giống như mùa trước rồi nè, cũng không có gì tương đối, không gì khác hơn nhờ. Thêm cái một số phần thưởng như là ông 30 này, rồi càng khôn này, đó. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ trở lại với màn hình nhỏ, chúng ta sẽ bắt đầu anh Vinh nha em ơi. Hello Phiết Liêu nha, hello Cú Tôm, hello Quốc Ngọc, hello Toma. Thay mặt tất cả anh em bằng áo, kính chúc anh em một buổi tối xung lao dễ anh em ơi. Và năm mới phát tài phát lộc như là sức khỏe dồi dào nha anh em. Bây giờ là Khải sẽ anh Vinh cho anh em xem nha. Khai cái Vinh được gì đấy. Rồi, khui. Ok người anh em ơi. Hello anh em nha. Hello Hiển Đức nha. Lên 50 anh bao nhiêu VM đồng lên 8x nữa? Lên 50 thì anh khoảng tầm 1-2-300 cái event. Đâu nếu mà lên 50 thì đâu phải cần cày đâu Hiển Đức ơi. Bạn inbox trực tiếp vào fanpage thì sẽ được hỗ trợ lên cái code 70 level luôn á. Lên có 70 level sau khi thì mình làm thêm giả tảo thì chỉ tốn khoảng tầm 2-30.000 Việt đồng thôi. Thì lên 8x luôn nha Hiển Đức ơi. Rồi ok. Còn nếu mà bỏ tiền anh Vinh thì từ 8x có thể lên được 9 mấy đó nè. Rồi ok, Khải anh Vinh nha mọi. Được 7 tỷ thì hiện tại khả năng có 4 tỷ 4. Thì 7 tỷ thì Khải chắc được up khoảng tầm 1 cấp với lại tầm mấy chục phần trăm nè. Liệu có lên được 2 cấp hay không? Rồi anh nha anh em ơi. Nhớ 1-2 boss mảnh chiếu dạ, pháo chống, boss đặc biệt. Ồ, chủ yếu phải tìm boss đặc biệt anh em ơi. Thì tin mặt nạ boss thường, boss xanh đặc biệt, 4 đặc biệt này, ấm 1 cấp này, 5 đặc biệt này, chủ yếu tìm được boss đặc biệt đỡ sang boss này em ơi. Rồi xong, mới nãy hiện tại bây giờ chúng ta chỉ mới có khoảng tầm gần 500 cái rồi. Còn 500 cái mà chưa có kẹp bánh nào anh em ơi. Chưa kẹp bánh nào.
inbox trực tiếp vào fanpage tìm lại ký ức Võ Lâm Cao Thành Chiến 2005 này nè. Rồi bên Adder sẽ gửi cho bạn một cái code lên level 70 luôn. Và sau khi lên level 70 thì bạn đến giả tẩu nè. Bạn làm 40 nhiệm vụ giả tẩu nè. 30 giả tẩu trong ngày thì nó sẽ lên được 8x luôn nha. Lên được 83 luôn á. Nếu mà hết 30 giả tẩu thì 30 giả tẩu thì bạn chỉ cần mua nè cá sư đồ giang hồ nè. 30 cái này là hoàn thành nhanh luôn, không cần phải đi động trên mất thời gian. Thì 300 xu thôi, nói chung là khá là rẻ. Đã lên được 8 mấy rồi. Rồi khui nha em ơi. Tiếp tục nè. À, hiện tại chưa có một cái bí tịch đặc tình nào hết. À, một lỡ hộp thịt anh. Một tiên thấu lộ. Một lỡ hộp thịt anh. Phúc viên lộ đại. Quốc tử đại với lộ. Hello nè mới vô nha. Thủy tinh. Rồi. Rồi. Ơi một bánh người ở đây. Mình sẽ số 5 rồi nè. Hơi khôi. Khải chuyển ít đồ qua anh em động nè. Thôi xong. Đây khai chuyển cái đồ anh em đọc hả? Bị chặt rương nè. Rồi được khai chuyển cái đồ anh em đọc rồi. Chúng ta mở tiếp nha em ơi. Độ sau hiện tại bây giờ chủ yếu ra mấy những vật phẩm hot tí mà chưa thấy nha em. Chưa thấy nha. Rồi mấy cái mảnh ngựa thì chưa có mảnh nào xài được luôn. Mảnh 4 nè. Mảnh 5 xích thố nè. Chủ yếu mảnh 8 mới có tiền nè mà. Mảnh 8 mới có giá. Hôm nay thì mùng 6 đã chính thức bắt đầu vào hoạt động nha anh em. À, bây giờ tầm này cũng đang cố gắng anh em nghỉ Tết cũng xong rồi, bây giờ bắt đầu hoạt động thôi. Đúng rồi Hồng Lê ơi, đúng rồi chính xác rồi. Tạo lên level được 70 mà. À, cày gì đâu cho chi cấp 8x cho nó khổ. 7x cho nó khổ. Tạo ạc là anh em đã lên được 70 rồi, anh em làm gia tổ anh em úp rồi. Tiên thủ lộ bỏ qua một bên nè, chặt chỗ nè. Mặt nạ luôn nè. Mấy này khai bỏ qua cũng năm độc đỡ từ từ tính sâu nè, mà tại vì mấy cái này nó không có giá trị lắm. Có xanh, tiếng sơn. Rồi được 2, 4, 5 cái lệnh bài boss đặc biệt á. 3 lệnh bài boss thương. 2 lệnh bài boss thương. Thị tinh được 1, 2, 3, 4 cục thị tinh. Thằng này mấy thị tinh thì cũng đi tại tỷ thôi nè. Chứ ở server này thì không phải đồ tím á. Nên nó không quan trọng lắm. Nên là giá trị của nó cũng không có được bao nhiêu cả. Rồi tiếp tục. Hai mảnh ngựa nè. Mảnh ngựa này đỡ từ từ tính sâu. Hai mảnh ngựa này chưa bán được đâu. Rồi. Hello Hùng An nha. Hello Thanh Trực Trần. Hello anh em mới vô nha. Ok bây giờ còn máy cuối cứu nữa em ơi. Ôi sao dịch rồi mà. What the hell. Sao tự nhiên nó bỏ vào ta. Vái thiệt. Hùng An cái nè. Vãi sao dữ ta. Sao tự nhiên nó hủy ta. Nếu mà đồng ý mà tự nhiên nó hủy mất tiêu rồi. Rồi. Ồ, hai bánh ngựa cho bán shop đi. Hai bánh ngựa tầm này không có giá đâu nè em ơi. Rồi, khui. Hiện tại chưa có một cái kỹ năng tiềm năng nào luôn nha anh em. Ừ Hồng Lê hôm đó bận mà đâu có thời gian online đâu em. Một cái gì đây. Bí tịch mùa xuân điểm kỹ năng. Một là hạt anh nữa. Một bí tịch tiềm năng. À được một bộ rồi em ơi. Kỹ năng tiềm năng được một bộ rồi. Mặt hạt anh. Rồi 30 trong cái cuối cùng rồi. Không được khai bỏ qua con em đọc cắt tiếp. Tôi gọi cho con nghe mi đi. Hello này mới vô nha. Kính chúc anh em buổi tối xem live dễ nè em ơi. Bây giờ khai đang lựa mấy cái đồ khai cất qua này đó. Rồi bỏ mấy cái đồ qua này đó. Hello chứng lên cho người anh em ơi. Ok tất cả anh em nha. Bỏ cái tiền thổ lộ này. Mỗi bên phương dân đại. À mỗi bên phương dân đại bán cái tiền. Mảnh hữu giả này nọ bỏ đi. Còn 30 ô để mở cái rương này á. Để tính cho anh em xem thử lời lỗi này em ơi. Hiện tại bây giờ Khả đã mở được này. 1 này. Mấy phút nhưng là mấy quốc tử đại này. 2, 4, 6. 6 quốc tử đại là một cái trung bình 150 xu. Thì 150 xu nhân cho 6 là được 900 xu. Thì tinh này. 1, 2, 3, 4 viên tinh. 4 viên tinh khoảng 150 nữa là 600 xu nữa. Là một cái 5. Cái năm như lần bài boss này. Bài boss này khoảng 150 nè mày. Boss thường này khoảng 150. 200 đây thường thường. Hôm trước hãy mua 200 thì giờ cứ cho 200 đi.
cộng 600 nữa là 2001, và khả năng thu được trên cái rương này là 2001 rồi này. Còn lệnh bài đặc biệt này là đang thu với giá 800 thì phải. Ngoài 1 2 3 4 5, 800 là 800 x 5 là 40 đúng không? 40 thì khả thu được 4 kim nữa là 6001, và bên rương này 6001 đúng không? Hai viên tinh hồng này viên cho 150 đi là 2 viên 300 là 6400. Rồi có vẻ hết ô này là 6400. Một bộ bí tịch mặt tịch này khoảng 800 xu. Rồi bằng 7200 với 3 cái này em ơi. 3 cái mâm, 3 cái lỗ hộp này thì khoảng tầm 800 xu một hộp, thì 3 cái là khoảng 2k4. 7200 cộng với 2k4. Rồi thu được 9k6 rồi em ơi. 9k6 nói chung không lỗ đâu nè. Bỏ hơn 10 kim thì thu trong này không lỗ đâu. Rồi ok. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ qua rương bên này ngay và tiếp tục ăn tiếp nha em ơi. Hiện tại đã được 9 kim 6 rồi nha. Đúng rồi, đang thu đó bình trận thành đây. Nói chung là thu đánh anh em ơi. Rồi. Đã thu được 9 kim 6 rồi nha. Cái rương vừa rồi khả giao dịch là 9 kim 6 mà mở cái cuối này. Đầu đầu là tính tiếp anh em ơi. Rồi, khui hàng này, được cái kháng tất cả này. Một lần bài boss quý mão này, lần bài boss này cũng được kim máy anh em, máy kim anh em ơi. Chung là lời anh em ơi, cái này không lỗ đâu anh em. Thực sự là không có lỗ đâu. Một cái càng khôn cái này bán giá 500 xu nữa này, 800 xu đó là được 10 kim này. Cái boss này khoảng 2 kim rưỡi nữa, 12 kim rưỡi này. Cục này, cái cục boss này 2 kim rưỡi rồi nè. Hình mới có nó không phải đơn giản đâu nè, 2 kim rưỡi. Rồi gì đây? Cho gì đây? Một thị tinh nè. Mật nạ. Ôi, cho một áo hiệp cốt luôn. Áo cốt 45, nhỏ thiệt. Áo 47 là cũng được vài kim rồi nè. Áo 45. Rồi, nói chung thì không có lỗ đâu nè em ơi. Thực sự mà đợi nói anh Even thì mùa này không có lỗ lắm nè em ơi. Chuẩn bị. Không lỗ đâu mọi người ơi, quá ngon luôn. Rồi thì mở được một số cái này nữa nè. Hộp bao xâm vầy nữa nè em ơi. Hộp bao xâm vầy khai mở tiếp tục nữa được gì nha. Cái này thì mở thêm được một chút đồ nữa. Hiện tại chặt rương quá, không biết mở chỗ nào đây. Ủa, đây ở hiệp có 45 rồi nè. Rồi, cái này càng khôn luôn cho nó trâu. Đó, hai kỹ năng cũng có nè, kỹ năng cũng có hai cấp đó. Rồi cái này thì để ăn được một bộ mật tịch và bí tịch thì lúc này sẽ tính tiền rồi, giống như luôn. Full điểm luôn. Đó. Tầm này là sư tử hống là khỏi chơi luôn nè, sư tử hống mắt ộp luôn á. Tất cả đều mắt, sư tử hống 19/2 này. Này cứ hống một phát là được 66 chó rồi nè. Ừ, nói chung là lời hoàn toàn em ơi, thu vừa rồi đã hơn 10 kim rồi. Bây giờ phải tiếp tục ăn cái lở ba xung vầy nữa nha anh em. Lở xung vầy biết có chặt chỗ không đây. Sợ chặt chỗ thôi, không được gì, không sợ gì. Một kháng tất cả 10 nè. Lời quá lời luôn. Thiệt là bao đầu háng nè. Thủy tinh nè. Kiến thiết là bao. Thiết là bao nước luôn. Từ qua thân qua thôn khác nước luôn. Thôn khác nước luôn. Thiết là bao nè. Nước nè. Đâu, được ra thêm một kỹ năng luôn em ơi, ngon. Anh thêm được một kỹ năng nhỉ em. Một biết từ kỹ năng nữa này, nuốt nữa này. Nuốt này, quán lời luôn em ơi. Em vừa anh quán lời luôn, không thấy lỗ luôn anh em. Thu hơn 10 kim rồi anh em. Chưa nói mấy là bao là tháng là tiền không này anh em. 150 xu một bao này anh em. Trời ơi, thân hình phụ cho quá trời kìa. Ôi trời ơi, 4-5 cái thân phụ luôn rồi. 4 cái luôn rồi. Này cho xe mang là ok luôn. Được một cái kháng tất cả 10 à. Mang đây được kháng cả 5 mang vô này. Một viên thịt tinh này. Một cái lá thở ối phù này. Rồi ok em ơi. Chung hoàn toàn là khá là ngon nha em. Tại được một mớ đồ cho xe rồi. Mấy cái lỡ bao này 2, 3, 4, 5. Gần chục cái lỡ bao lỡ háng thì được kim rưỡi nữa nè. Cái này được kháng tất cả 10 nữa. Khả đi khui kháng tất cả 10 luôn. Mang luôn nha em. Hello anh em mới vô nha. Áo đó nhá nhiều ạ. Áo này chắc vài kim thôi bạn ơi. Nếu mà đặt móc 47 thì hiện tại giá nó khoảng tầm 5-10 kim. Còn áo này thì thiệt sự chắc cũng tầm 2-3 kim thôi nè. 2-3 kim thôi. Không có cao đâu. Rồi khả ép cái kim cương bào kháng cả 10. Ủa nè mua trống rồi. Rồi và phong độ xin cơ lệnh. Từ khả vứt qua cho ngày 10 nữa nè mà. Vứt mấy này qua cho ngày 10 rồi. Chặt rương quá. Con này là thiếu làm búp các bạn. Thiếu làm búp thì có gì đâu mà cùi với mạnh gì ở đây. Thiếu làm búp thôi.
Full chủ yếu full búp cho bang thôi chứ có làm quần què đâu. Làm quần què đâu mà cùi, không cùi Trần Cường. Ông muốn không cùi ông vô ông thể hiện đi, ông vô ông tạo ông làm đồ hơn hơn ngày này lên đây là mới hết mới ok được. Chứ cùi gì ngày này búp mà cùi cái gì? Có gì đâu mà cùi, nó chỉ đi búp cho bang thôi, nó không có đánh được ai đâu mà cùi giống cùi. Thôi, bỏ qua cái chọc rừng đó. Này. Gần 10 là bao là tháng này em ơi. 10 là bao này cho con ngày 10 cắn giúp được 2 ngày. Áo kháng cả thịt ăn. Chỗ quá trời thằng phù này nó các kiểu. Đồ tìm đồ yếu tìm cái lá thổ đi phù mà chua gốm. Có anh được có một lá. 45 là hơi đen rồi nè. 45 là hơi đen á. Lô lô lô, giao dịch này anh ơi. Anh em nào lái thổ phù nó không anh em? Thằng phù với lộn. Không có thổ phù thằng phù thôi. Đây dựng này tính ra 10 kim ăn đâu lỗ đâu là quá trời luôn, đồ đạc quá nhiều. Càng khôn bao nhiêu cái mà rẻ vậy? Càng khôn có 800 xu nó bán đầy luôn hết nè. Có cái nào nữa không? Không có hai cái nút rồi. Giao dịch nè, giao dịch này Nai ơi, này quá trời quá đó. Rồi được ăn tháng rồi. Ôi được con cái hai cái một tháng thì xài bắt đầu event đợt này. Dư ok dư quá ăn đâu lỗ. Dương quá trời. Cho thêm 3 viên 4 viên thì tình nữa. Quá trời đó. Trời ơi cái thổ địa phù á hả? Đưa cái thành phù. Thổ phù á. Thổ phù á. Được rồi, thổ phù hiện tại là 1, 2 thổ phù á. Thổ phù chịu đâu. Không có. Tưởng cái thân phù với thổ phù có ăn được cả một cái à. Chính đang xài với lại con năm độc xài đã hết rồi. Cái này em đang tìm mua được không có nè. Dạ không cần cái này hả? Dạ không có đâu. Ăn ra được có một cái à. Một cái đang xài vậy đưa cho anh em động cái đủ rồi. Mày lấy bỏ. Anh lấy thằng phụ nè. Ờ. Đây đây dứt cho người mì hôm nay, quất là người mì hôm nay. Người mì hôm nay không có. Đây này. Giao dịch được rồi. Tưởng dư cái gì dư cái đó thôi. Còn cái kia là xe xài. Rồi anh Vinh là tính ra có 11 kim mà thu quá trời không có lỗ. Được áo hiệp cốt rồi chứ. Vãi chứ. Anh xui à trời ơi. Đục đó ra nhiều bồi hiệp cốt nữa ngon. Mở mà năng bán ra được có 3 kim mốt kìa. Ừ. Trời ơi. Lại sàng băng tính ra gần mười mấy kim luôn. Dạ. Anh tính nhau lỗ. Ừ em ra làm bài boss đặc biệt không đã thu được mấy kim rồi. Bữa hổm anh ra có một cái một. Đợi tính em cái làm bài boss đặc biệt này ngon vãi chướng. Có cái sàng boss luôn. Anh em có 30 tọa độ nào không anh em ơi? Anh chạy ra Giang Tân Thôn nữa anh. Chạy ra Giang Thôn nữa. Anh chạy vòng vòng Giang Tân Thôn không thấy đâu. Giờ đi nộp top bang đấy. Anh em cứ nộp top bang bình thường nha anh em. Hiện tại cái bên mình nó bị lỗi thôi là một hai hôm nó hết à. Mới hỏi đơ đủ. Top bang nè. 600. Anh em nghe mình nói chuyện không vậy? Nghe. Cọt nó cập nhật lâu dữ hả? Cập nhật như đâu ta? Anh biết nó chạy cập nhật có 15 lần này mà nó chạy không được, mày phải nghe, phải xài điện thoại nè. Dạ là chắc là do mạng á, dạ là do mạng thì Discord rồi không? Do mạng Discord rồi không? Ừ. Do mạng Discord đó. Rồi, nộp ngay, vì lên hoạt động rồi nè em ơi. Má, bị kiếp... 154. Tiêu từng môn mà bắn ghê vậy. Nó nộp quá trời rồi, nó 54 lẻ số cái ta. Đùa tài thật, tính lại chạy không thương 30 đâu cả. Anh em chạy Giang Thôn tiền người có không anh em? Sọc mà không biết chạy đâu ta. 10. Rồi. Biết có bị lỗi không đây? Một cái nữa. Để em tìm kiếm phụ cho. Mấy người Vinh up được này được 2 cấp nè. 103, 105. Đi rồi. Cái giấy đó mình ép xong mình mới ném được rồi đúng không anh Tùng? Hay là mình ném trực tiếp cái giấy đó luôn? Mình ném trực tiếp rồi. Không, mình phải ép em ơi. À, ép chỗ nào anh? Mình ép ở cái chỗ cái thằng ở Tương Dương nghe em. À rồi, cái thằng chỗ giám định gì? Ừ, không rồi. Thằng ấy luôn em. Cái thằng mà tạo event đó. À, thằng tạo event luôn. Thằng ghép event ấy. Rồi. Ừ. À, phát ném mấy cái mở cái túi, ông bà mười ngon lắm luôn á. Rồi, ok anh em ơi, anh lời hoàn toàn luôn em ơi, quá ngon luôn. Ảch trước, ảch nghe mi cũng anh quá lời, ảch này quá lời luôn nè. Ông bà mười, ông chạy như điên em. Ai lên
Ok anh em, Khải xin tạm dừng video tại đây và kính chúc anh em một năm mới vui vẻ nha. Và tràn đầy sức khỏe nha mọi người. Và bây giờ thì Khải sẽ chính thức hoạt động với ba một chút nha anh em. Ok, cảm ơn em rất nhiều. Và đừng quên để lại cho video của Khải một like, chia sẻ, ủng hộ video đồng nam cá nhân anh em ơi. Ừ, đồng nam anh không lỗ anh em ơi. Anh thiệt sự là thu là bỏ cái 11 kim hơn thôi mà thu quá trời luôn anh em ơi. Thiệt sự là tính sơ sơ cái lúc nãy mà chưa tính 50 cái hộp xâm vải này nè. Thì hồng ba xâm vải này thì Khải đã hơn 10 kim rồi. Mà thu lại hơn mở tiếp tục 50 bao này ra quá trời đồ anh em ơi. Đó, lời áp vi phong này rồi thêm kỹ năng tiềm năng rồi thêm 13 mát, nói chung là lời chắc lời cũng được hơn 3 kim, lời chắc hơn 3 kim. Đó.